Sử thi nghệ thuật Sapa Cõi Linh Thánh Mẫu tái hiện hình tượng ba nhân vật gắn với tín ngưỡng thờ mẫu tại Sapa. Thờ mẫu là một tín ngưỡng dân gian bản địa thuần Việt. Có tín ngưỡng thờ mẫu tam phủ của người Việt đã được UNESCO ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là một loại hình tín ngưỡng dân gian mang đậm sắc thái nguyên thủy của Việt Nam. Hết rồi.